Đã mọi người, một con chạch đồng, chạch này chạch đồng chứ không phải là con chạch lấu mọi người. Mồi thì mình sẽ câu bằng con trùng mũ nha mọi người. Ô chà bá luôn, nó tự gỡ mọi người, nó tự gỡ nãy giờ luôn á. Ôi sang tính lậu xuống mà không ấy, quằn quại luôn. Sang chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái chuyến đi câu cá lần này của Sang. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị cũng như là các bạn hỏi Sang là cách câu cá chạch như thế nào, cách của Sang á. Thì hôm nay Sang tiện thể là trong cái chuyến đi câu cá chạch lần này thì Sang sẽ giới thiệu cái cách của Sang cho mọi người cùng biết luôn nha. Hy vọng là cái cách này có thể giúp mọi người câu được cá chạch nha mọi người. Hôm nay thì Sang câu ở cái địa điểm này nha mọi người. Thường thì cá chạch nó ăn theo hai cách thôi. Cách thứ nhất là mình câu là ở những cái bãi mà nó nghỉ mọi người, thì đó kiểu như là những cái rặng tre đồ như thế này nè, đó thì mình câu những cái chỗ đó thì cá nó cũng ăn nhưng mà thường nó ít. Sang thì câu theo cái cách thứ hai hơn mọi người, là lựa những cái vùng mà nước chảy êm êm nhẹ nhẹ như thế này, hoặc là những cái vùng mà nước nó cuộn xoáy nhẹ nhẹ mọi người, là những cái chỗ mà cá nó hay ra bắt mồi, câu thì nó ăn mạnh hơn. Cái này là nhiều người thắc mắc lắm nè mọi người nè, thì Sang cũng chia sẻ luôn là Sang câu cái lưỡi 13 nha mọi người, lưỡi truyền thống bình thường 13 thôi. Dây thì Sang câu cái dây 0.45 cho nó chắc ăn mọi người, lỡ có dính cá khác ví dụ như cá lóc, cá rô phi đồ bự mọi người thì dây này con tót được nha, ôm hết được. Ở đây thì Sang làm sẵn rồi nè mọi người nè. Thì dây câu thì mình sẽ làm cơ bản như vậy thôi, cái lữ thì cách cái chì khoảng gang tay thôi nha mọi người. Đó, Sang làm 4 cần nè, thường là Sang câu cỡ này trở lên thì mới dụ được cá chạch vô bờ mọi người. Đó, bây giờ thì Sang với mọi người sẽ bắt đầu thả xuống nha. Mồi thì mình sẽ câu bằng con trùng mũ nha mọi người. Đó, con trùng này nó rất là nhạy luôn. Bây giờ thì Sang với mọi người sẽ và còn quên một cái nữa mà Sang chưa giới thiệu, là cá chạch nó ăn mạnh vào từ trưa cho tới chiều tối nha mọi người. Đừng câu buổi sáng, câu trưa tới chiều tối thì cá nó ăn tốt hơn. Bây giờ thì cũng bắt đầu chuẩn bị tới giờ trưa mọi người, nên là Sang với mọi người sẽ ngồi canh cá thôi. Hy vọng là hôm nay mình sẽ dính được nhiều nha. Ui, đã mọi người, một con chạch đồng, chạch này chạch đồng chứ không phải là con chạch lấu mọi người. Đó, thấy nó ăn rung rung rồi, thấy dính nè, em đầu tiên nha. Quá đã. Con này cũng nhỏ à, chứ không có bự mọi người. Một con chạch đồng nha, quá đã. Em đầu tiên. Dưới đây hốc cây hốc trà mọi người, đây là câu dễ dính cá chạch này vậy á. Có cá từ 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 nha mọi người, nó đầu dưới đây nè, đảm bảo luôn cá chạch. Từ từ nha mọi người, từ từ giật cá chạch, từ từ giật nó ăn rồi đó. Đây 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 đây, ui tại vì mấy con nhỏ mà Sang câu lưỡi 13 nên là hơi khó câu. Ui đấy, thấy chưa, con thứ hai nha mọi người, đấy đảm bảo dính mà xuống dưới. Con này cũng vô mới qua mà được hai em, thấy không mọi người, đã chưa, bỏ nó vô trong cái lồng kia. Còn mọi người, chắc bây giờ để Sang xuống á mọi người, bữa chứ cái này là không có ấy được đâu, tại dưới đây chà không à. Giờ để Sang leo xuống cái nha. Nó rút coi, không biết cái gì rút ác quá, sủi bọt nữa mọi người. Từ từ khô mát chết. Nó rút từ nha, cô thử lên được không chứ kiểu này. Sủi bọt thôi, từ để Sang xuống cho chắc ăn mọi người ơi nha. Đó, bây giờ không có ai giữ cây trên nó. Được nó tự gỡ mọi người. Ui đây nè. Ô chà bá luôn, nó tự gỡ mọi người, nó tự gỡ nãy giờ luôn á. Ui Sang tính lậu xuống mà không ấy, quằn quại luôn. Ui chạch bự mọi người, trời con này chạch bá luôn, đã ấy siêu phẩm mọi người ơi, đã chưa, một con quá bự luôn, con này bự á. Ui cha mạch nuôi nó bị mắc ở dưới mọi người, rồi Sang để cho nó quá, nó tung một đảo luôn,
thang tính xuống á mà đều không xuống, rồi xong rồi để cho nó tung một đảo luôn mọi người, ai về là nó tự tháo ra, ngon không? Ui bự mọi người, hay đã mày tay nha, ui xuống mọi người thấy nó kéo nhịp nhẹ thôi mà con này bự ha, quá đã xuống tay mọi người, ô nùi luôn mọi người, chù xa bị chưa, ui à. Ui nùi mọi người đang nhanh, đang lẹ quá, quay không kịp luôn, một con nữa, hơi giòn giòn thôi nha mọi người, con này thì không có bự lắm. Đấy. Đang lẻ lắm mọi người, thả xuống là chù cái kéo luôn, xuống rồi. Con tiếp theo nha, quá đã luôn. Còn mấy con này nó tuy nó không có bự lắm nhưng mà rất là dày thịt nha mọi người, mặt dễ sợ. Ui, cầu rớt lô phi mọi người, chán thiệt rớt lô phi à, nó ăn yếu quá. Cái này ăn nữa sao mà mọi người, từ. Cái này nó ăn nãy giờ không thấy nè. Rô phi mọi người. Trời tướng cái gì chứ, tướng cái chạch nữa. Rô phi tiếp nha. Buổi chiều cái rô phi ra ăn bảo ha. Dính. Thơm em nữa nha. Đã. Chỗ này trúng ổ mọi người ơi. Đánh phê luôn. Ui, con này cũng được. Quá đã. Xuống tay, nó ăn lẻ lắm mọi người. Hình như là thả kiểu như là xét bờ của nó ăn bao. Con này mặt nụi nha mọi người. Đấy. Đã chưa? Rất ngon. Mọi người thấy con này nó bự ớn không? Hai gang tay hơn mọi người. Đó. Hai gang. Đó. Với lại ba con chạch này. Với lại hai con cá rô phi mọi người. Con này chắc bằng bốn con này luôn mọi người. Đấy. Quá ngon. Còn sót một con nè mọi người nè. Nói chung là hôm nay mình câu được 5 con cá ra ăn ống dày lắm. Câu tầm mức trung bình của Sang đâu. Chứ còn bình thường thì Sang phải câu nhiệt lúc nào mà nhiều là phải mười mấy 20 con rồi mọi người. Nói chung là hôm nay câu cũng ổn. Được con chạch cũng khá là to mọi người. Nói chung thì cái lượng cá chạch mà hôm nay nó ghé qua cái bãi này nó cũng chưa có được nhiều lắm mọi người. Nhưng mà Sang cái cách của Sang câu lúc nào cũng có hết. Và đặc biệt là những con nào to thậm chí hàng khủng ở những tập trước Sang đều săn được hết nha. Chắc bây giờ thì Sang sẽ đi về và hẹn gặp mọi người ở những cái tập lần sau nha. Hy vọng là mọi người sẽ câu được nhiều cá chạch theo cái cách của Sang. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.